Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu đế dùng để úp ly hình hoa hướng dương như thế này. Thì đối với mẫu hoa này, các bạn cũng có thể trang trí cho nhiều sản phẩm khác nhau như váy áo để cho sản phẩm của mình thêm xinh xắn hơn nha. Ở đây mình làm nhụy hoa với đường kính 7 cm để có thể úp những mẫu ly nhỏ nè. Dụng cụ mình gồm lem micotan, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0 mm. Ngoài ra còn có kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc nhụy trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn liên tiếp. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Thì đối với mẫu hoa này, các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại len khác nhau như là cô tông Việt Nam hay là sợi thô, và khi sử dụng các loại len đó, các bạn sử dụng kim nhỏ hơn để phù hợp với sợi len và cho cái hoa của mình nó được cứng cáp hơn. Ở đây mình sử dụng miêu cô tông để cho hướng dẫn nó được rõ ràng hơn. Kép đơn 11 và kép đơn thứ 12. Sau khi đã móc được 12 mũi kép đơn liên tiếp thì các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại nè. Thì lúc này mình được cái vòng tròn đầu tiên của phần nhụy hoa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc vòng tròn thứ hai. Và ở phần nhụy hoa này, nếu các bạn muốn làm size nhỏ hơn thì các bạn có thể sử dụng cái hàng mũi kép đơn hoặc là mũi nửa kép hoặc mũi móc đơn cũng được nha. Ở đây mình sử dụng để úp ly nên mình sẽ móc các cái hàng mũi kép đơn. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên, chân móc ta vừa móc mũi dời á, móc vào đây cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 Chân móc bên cạnh cũng móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Chân kế bên cũng tương tự, móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 Thì như vậy là mình đã tăng thêm được một mũi móc ở mỗi chân móc nè. Đây, mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì các chân móc còn lại các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như các chân móc mà ta vừa móc. Móc vào chân kế bên 2 mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng 2 mũi kép đơn. Thì sau khi đã thêm được số mũi móc đến cuối vòng thì lúc này cái vòng tròn thứ hai của mình nó sẽ có số mũi móc nhiều hơn gấp đôi so với số mũi móc của vòng tròn thứ nhất nè. Tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời. Lên 2 mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng tròn thứ hai và thêm mũi cho vòng tròn thứ hai nè. Và lúc này cái phần nhụy hoa của mình nó đã có cái độ rộng ra. Bây giờ mình sẽ móc tiếp hàng móc tiếp theo để cho vừa với cái phần đế ly nè. Móc vào chân móc đầu tiên là chân móc mà ta vừa móc mũi dời á, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Đây, móc vào chân đầu tiên này một mũi kép đơn nè. Thì cái chân đầu tiên này sẽ là chân đầu tiên của hai chân móc cùng chân phía dưới nha. Tiếp tục chân kế bên sẽ là chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Chân thứ hai này móc cho mình 2 mũi kép đơn vào chân móc này. Đây, móc vào cái chân móc này 2 mũi kép đơn. Như vậy là mình đã tăng thêm được một mũi ở hai chân móc đầu tiên của vòng tròn thứ hai. Đây. Thì tiếp tục chân kế tiếp sẽ là chân thứ nhất của hai chân móc cùng chân phía dưới. Chân thứ nhất này móc cho mình một mũi kép đơn. Chân thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới ta sẽ móc vào cái chân thứ hai này 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 Như vậy là mình cũng móc được một cụm chân móc nè.
gồm một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm chân móc này, móc tương tự cho đến cuối vòng. Cũng móc vào cái chân móc đầu tiên là chân móc đầu tiên của hai chân cùng chân phía dưới một mũi kép đơn. Và chân thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới, móc vào chân thứ hai này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc được đến cuối vòng, các cái cụm chân móc xen kẽ với nhau. Một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nè. Móc cho đến cuối vòng. Thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Lúc này cái vòng tròn của mình nó đã có cái kích thước vừa đủ để mình úp cái phần ly lên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn móc cái phần cánh hoa ở phía ngoài. Thì thông thường sợi len thừa này các bạn sẽ giấu cho mình vào trong mũi móc nha. Nhưng ở đây mình sẽ để cái sợi len thừa này để các bạn có thể phân biệt được đâu là cái mũi móc của mũi dời nha. Đây, thì ta sẽ đưa sợi len màu vàng ra. Ở cái sợi len thừa này nè, ở đây nó có cái mũi dời. Là cái mũi mà ta kết thúc vòng tròn thứ ba của phần nhụy hoa nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi dời. Sau đó kéo sợi len màu vàng qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc kế bên sẽ là chân móc đầu tiên, chân móc ta vừa móc mũi dời của cái vòng tròn thứ ba á, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 Từ đây lên hai mũi móc xích. 1 2 Tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên của cái phần nhụy hoa này nè, chân kế bên này ta sẽ móc một mũi dời. Như vậy là mình hoàn tất được cánh hoa thứ nhất. Ở sợi len thừa màu vàng phía sau nè, khi móc các bạn sẽ giấu cho mình vào trong mũi móc nha, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục ở cánh hoa thứ hai, móc lên hai mũi móc xích. Sau đó cũng tương tự như cánh hoa thứ nhất, móc vào chân móc kế bên của cái phần nhụy hoa này nè, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân kế bên của phần nhụy hoa một mũi dời. Ta hoàn tất được cánh hoa thứ hai. Ở mỗi cánh hoa nó sẽ có cái độ dày là hai mũi kép đơn nè, hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Thì tương tự cho cánh hoa thứ ba, cũng móc lên cho mình hai mũi móc xích. Móc vào chân kế bên của phần nhụy hoa hai mũi kép đơn cùng chân móc để tạo độ dày cho phần cánh hoa á. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Móc vào chân kế bên của phần nhụy hoa một mũi dời. Lên hai mũi móc xích. Móc vào chân kế bên hai mũi kép đơn. 1 2 Lên hai mũi móc xích. 1 2 Móc vào chân kế bên một mũi dời. Đây, như vậy là phần cánh hoa của mình nó sẽ như thế này. Mỗi cánh hoa nó sẽ có độ dày là hai mũi kép đơn nè. Thì ở các cánh hoa còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình đến cuối vòng nha. Móc vào chân kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc để tạo độ dày cho cánh hoa. Lên hai mũi móc xích. Móc vào chân kế bên một mũi dời. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi tạo được các cánh hoa cho đến chân móc cuối cùng thì đối với một số trường hợp các bạn móc size nhỏ hơn hoặc là lớn hơn ở phần nhụy hoa thì lúc này cái điểm cuối cùng mà ta móc ở cái chân móc cuối cùng này, một số trường hợp dư hai mũi móc ở đây thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình và móc mũi dời cuối cùng vào cái chân móc của mũi dời đầu tiên mà mình móc cho cái phần cánh hoa nè. Còn ở size này mình móc dư một mũi móc thì các bạn sẽ tương tự móc cho mình vào cái chân kế bên này một mũi dời. Là cái chân móc cuối cùng nha. Sau đó kéo và cắt len. Lúc này khoảng cách giữa cánh hoa cuối cùng và đầu tiên nó sẽ bị hở cái màu nâu ra. Thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi dời đầu tiên mà ta móc phần cánh hoa. Sau đó kéo cái sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Tiến hành giấu cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nè.
thì lúc này cánh hoa của mình nó sẽ được liền lại với nhau. Đây. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu đế uppli hình hoa hướng dương như thế này. Chúc các bạn thành công!